đó là thời điểm là mình bắt đầu nhận phim nhiều ừ. thay vì hồi trước á thí dụ mình đóng có nghĩa là nó phải có cái quá trình đó có nghĩa là sau đó đóng những cái phim nhựa rất là tốt sau cái thời phim nhựa đó bắt đầu cái cái phong trào phim video chắc anh biết luôn ừ, ha ừ. thời mà đạo diễn xuân kỳ nè ừ. đó những cái thời ngã ba lòng rồi đó bắt đầu là bùng phát cái dạng phim đó lên thì cái dạng phim đó làm rất là nhanh nó không có lâu như phim nhựa mình làm trong khoảng 10 ngày nửa tháng hay là ba tuần là mình xong một phim rồi ừ mà cách xe rất là cao. Đấy. Chinh nhớ có một điểm, một thời điểm là ba triệu một 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 vai diễn mà cái vai lúc đó vàng thì như một triệu một cây hay như, như đó. Cho nên là một phim mà mấy chục cây vàng, ừ. cái lương mình nhận vào. Nghe nó ba triệu ít cho thực sự là mấy chục cây vàng. Thì đấy. đúng rồi, từ vàng lúc đó chưa tới triệu đồng một cây đúng không? Đó, thì á, lúc đó nó đã qua cái thời là ham mê nổi tiếng rồi, nó chuyển thành một cái thời là muốn kiếm tiền. Thực dụng hoàn toàn luôn. Thực dụng. Ừ chính vì thực dụng đó bởi vì bây giờ việt trinh rất tin vô trong nghề có ông tổ khi mà mình chú tâm mình làm cái việc gì đó mình làm bằng tất cả tâm của mình mình dồn sức tâm huyết mình diễn ông tổ sẽ không bao giờ ngược đãi mình nhưng một khi mình làm vì tiền và một một ngày Trinh chạy hai phim ba phim là chuyện rất là bình thường một tháng Trinh đóng hai phim ba phim rất là bình thường cho nên một cái mái tóc đó đóng ba phim đúng không rồi một cái nét mặt đó diễn tại vì sáng trưa chiều mà chạy ba phim làm sao mà nghiên cứu được kịch bản làm sao mà diễn tốt được thì chính vì vậy thời điểm đó cái dòng phim thị trường nó chết theo thì cái tiếng tâm của mình cũng chết theo luôn như vậy nếu mà nó rộng hơn là cái đặc thù trong thời điểm văn hóa thưởng thức đó, nó có thay đổi từ khán giả đang thích xem diễn viên trên màn ảnh lớn điện ảnh thì tự nhiên một cái thể loại giống như kẻ thù của nó đó là dòng video đúng rồi. làm lẹ nhanh mà thậm chí cát cao hơn nữa buộc lòng diễn viên lúc đó đang như bán mình cho quỷ đúng rồi, không, không không lửa. còn nghĩ là mình làm vì nghệ thuật mình làm cống hiến đi quay cho say diễn cho thật tốt để mà được người ta khen mà giờ gì làm thật nhanh để kiếm nhiều tiền thì hầu hết diễn viên là bị theo một cái luồng gần như, như một cơn lốc như vậy cuốn đi và trinh nằm trong những nạn nhân như vậy cũng giống như hiện giờ là đã trải qua tại sao sân khấu đang mình đang bị thôi thoát là do phim truyền hình cũng đã giết sân khấu đúng không em rồi bắt đầu tới show lại giết phim truyền hình bắt đầu tới sau này bắt đầu tới cái là cái, cái hệ tuần hoàng theo theo ừ. theo theo từng giai thì, đoạn từng giai đoạn và mà khán giả ở mỗi thời điểm họ thích cái dạng nào nữa chẳng hạn như bây giờ như vừa rồi à, có những cái mà mình làm nếu mà mình làm theo những thập niên 90 hay là những cái thập niên trước đó nữa thì sẽ không bao giờ thắng trong thời điểm này đó đó không sẽ nói phần vụ này về cái Đúng vụ trước như mình sẽ nói đó. vụ này ha cho nên là cho nên là vậy để mình rút lại cái vấn đề mà cảm nhận của việt trinh khi mà thấy khán giả quay lưng thời điểm đó không phải quay lưng không với diễn viên mà khán giả quay lưng luôn với cả dòng phim thị trường lúc đó ừ. từ vì thứ lúc đó càng về sau kịch bản càng ẩu mình đang làm xem thường khán và giả và làm phim càng ẩu ừ. và diễn viên thì diễn một một người một tháng đóng hai ba vai thì cũng không làm có, sao cho hay được không hay được ừ. đâm ra thì khán giả sẽ quay lưng thi đúng có nghĩa là từ năm 96 là một năm sau là vực vườn trên hoàn toàn không ai mời đóng một phim nào hết Đây. nguyên một cái năm 96 là không có đóng một phim nào hết từ màn ảnh lớn là bắt đầu là thoái trào rồi đúng không trinh lúc đó không còn cái vụ khán giả ủng hộ đến rạp lúc đó không rồi. ai dám làm phim nhựa nữa hết làm ra là chết tại vì sao kinh phí nó quá cao trong khi video người ta quay có mấy ngày xong mua băng đĩa về xem đúng, đúng không đúng rồi đó. Đó. đó đặc thù của văn hóa đã giết đi cái hình thức là phim đến rạp đến rạp phim, đạp, phim, phim, đạp, phim, phim nhựa dạ. mà bản thân diễn viên cũng đánh mất mình mà diễn viên thấy đàn ủa giờ trinh đâu như hồi xưa đâu cứ thấy mở video lên thấy hằng hà đâu đúng còn rồi. như hồi xưa nữa hai cái cộng lại khách quan và chủ quan đã giết chết thứ nhất là một Dòng giai đoạn. phim thời điểm đó rồi giết chết luôn diễn, tên tuổi diễn viên diễn thời viên. Đó. đó. Thì chính vì vậy mà mà cái loạt thời của uh, diễn viên thời đó gọi là diễn viên thị trường. Có nhớ cái thời mì, đó là mì. báo báo hai viết là mì ăn liền với phim thị trường. Thị trường là đỡ mì liền không đó chứ. Đó. Này. Đó cho nên là chính vì vậy mà nguyên một năm 96 hoàn toàn là không đóng phim nào hết.